Cô chào tất cả mọi người nha. Thì là mình đây. Hôm nay mình sẽ mặc bộ đồ khủng long đẹp hơn bộ đồ rẻ rách kia. Các bạn thấy gì chưa? Các bạn thấy chưa? Kín chưa? Đẹp hơn bộ đồ rẻ rách là được rồi nha các bạn. Gỡ hết luôn. Miễn sao là bộ đồ của mình đẹp hơn bộ đồ rẻ rách kia. Có mình kêu Coi mặc đồ kìa, dở quá. coi kìa, rẻ rách kìa. À, chết. Trời ơi, chắp vá kìa. Trời đất ơi, coi kìa, coi kìa, Mày mới đẹp. coi kìa. Trời ơi, cái mặt kìa, mặt kìa. Trời ơi, cái mặt kìa. Nhưng mà đông có comment nhiều á. Có khi Trời nào đông, ơi. các đông anh xem được rồi. Ít người comment thì cũng dễ đọc hơn, nhiều thì làm sao đọc được đúng không? Sao cứ im vậy á? Hello, surprise. Biết nói gì đây thì trẻ phải im lặng. Mặc khủng long đi anh nhá. Thôi mình để 17 ngày nữa hết rồi, mình đang định làm một con khủng Godzilla, nhưng mà không biết có nên quay Godzilla không ta. Mình quay Gojira không? Bộ đồ miễn sao bộ đồ mình đẹp hơn là được rồi các bạn ạ. Hay hay rồi, mình giao đổi khủng long thường, mình có thể đổi được hai con cơ, một con khủng long thường và một con khủng long Thấy con nào Godzilla của kia. tôi không? Thấy không? Mọi người thấy không? Mọi người thấy gì chưa? Lên. Trời ơi, cái ra nó vẫn đẹp. Ơi, ở đây có con khủng long gì nè. Ở đây có con khủng long thợ sửa ống nước kìa, Ghiêu. Ghiêu cho cái súng kia. Chuẩn bị bắt bắt cái con thợ sửa ống nước này. Đó, nó kìa. Rồi giết. Đậu xanh. Hay quá, hay quá, hay quá. Mình núp qua đây được rồi. Hay quá. Ghiêu chết rồi, ghiêu 5 giây. Ghiêu 5 giây. Ghiêu 5 giây. Lều lêu. Lều lêu ghiêu. Ghiêu 5 giây. Này, tôi nhường AS khẩu M4 đấy. Tôi cầm khẩu SKS thì tôi bắn bắn làm sao được. Trời ơi, không, chứ không thấy Sarang mà cầm SKS bắn hả? Nhưng Sarang có chút backup, còn tôi phải ra ngoài tôi công. Tôi không làm bia đỡ đạn cho mọi người bắn thì lấy ai để bắn. Im đi. Bắn dở. Đấy mọi người thấy không? Đấy, qua hy sinh cho AS với bây giờ ấy Sarang kia đang bắn nhau. Mình chạy qua đây. Kiếm máu đấy. Chết này. Chết đi. Không, không chết đâu, khủng long không. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Súng nhắm trên kia. Kìa, lò đầu ra kìa. Đấy, có hai bình máu rồi nha, tôi quấn đã. Ấy. Tháo túi. Bên đây có người nè. Thấy không? Thấy không? Thấy nó chưa? Nó kìa. Hai thằng trên đó. Thấy rồi. Anh thấy rồi. Hai thằng. Đậu xanh, từ từ. Cái gì nó cũng phải từ từ chứ. Một gục. Xong, còn thằng nữa, còn thằng nữa. Còn thằng. Nhà máy xanh bên đường á hả? Ơi! Cục điện AS. Ôi, what the hell? AS không thấy luôn hả? Không thấy. Ui, ôi. Tưởng thấy. Tưởng AS đã đi cái kiểu giả vờ bot rồi cam đấu. Đâm ra mình không nhắc luôn. Trời ơi. Nạt, nạt, nạt. Nạt, 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 nạt. Không thấy luôn á, đậu xanh. Thấy móc súng ra là cay. Vâng, và Gil thử bình luận thử coi Gil.
hai phối hợp bình luận nè, thôi con quen thử ai đi. hết ai hết ai ai lại đi nói boy boy mặc mặc đồ rẻ rách, ông ấy buồn Đâu ông ấy tắt mic ông ấy đi đâu đi nói đi đó, lẻo thấy không, mặc đồ rẻ rách ai mà rách thiệt mà, tôi nói có sai đâu, đầu xanh. Người ta gọi là đồ vá, như ai à, đồ dẻo rách à, đồ rẻ rách hả, à đúng đồ vá. Boy đang buồn. Boy đang buồn hả? AS, AS sai rồi, boy xin lỗi AS đi. AS sai rồi, boy xin lỗi AS đi. Đó, nó đó, Tông. Trời ơi. Vâng, và đây là vị trí của Starboy. Starboy đang cân tem cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Starboy. Như vậy là anh ta đã cơ ly hoàn toàn tem của kẻ địch rồi. Và chúng ta đến với góc nhìn của Sarang. Thì Sarang đang chạy ra chỉ để đút cho mình những món trang bị mà thôi. Cực kỳ là nguy hiểm. Mất không quá nhiều máu đến từ vị trí của Starboy. Vâng, và chúng ta không nên gọi Starboy là rẻ rách, mà chúng ta phải gọi là đồ chấp vá. Như Gil đã nói. Cực kỳ là nguy hiểm. Gil đâu rồi? Gil, phối hợp thôi chứ. Muốn bình luận hai là hai người phải cùng nhìn trên một màn hình mới bình luận được. Thì đó, nhìn đó. Nhìn đấy đó, bây giờ là vị trí của Starboy và Sarang đang hỗ trợ từ đằng sau, và như vậy là đã clear thêm một tem nữa rồi. Tiếp Gil. Starboy buồn khóc hả các bạn? Thương thế. Starboy buồn khóc rồi hả? Starboy buồn hả? Starboy à? Boy ơi! Boy à? Boy à? Thôi mà! Boy à? Giận luôn rồi. Coi em của ta đây á. Boy giận rồi, boy khóc rồi. Boy tắt loa rồi hả? Ôi thương thế. Thương thế. Boy tắt mic rồi. Tội. Người vô tư quá. AS là một con người vô tư quá. Cả nè. Gì? Vô tư là như nào? Vô tư cái là nói kiểu không suy nghĩ gì nhiều ấy, chỉ là nói vui thôi. Nói chung mọi người đừng suy nghĩ sâu xa, hiểu không? AS là người vô tư mà. Đúng rồi, mình nói đúng mà. Trời ơi, có một đó thấy chưa? Nè, nhìn kỹ nè. Không, kiểu vô tư quá đâm ra kiểu AS nghĩ cái câu nói khác bình thường ấy. Boy nhạy cảm lắm, có tấm thân con gái mà nhạy cảm. Thấy không? Các bạn thấy chưa? Boy à? Ông ơi, ông tắt loa game rồi, sao nghe thấy hả? Ủa sao tôi còn nghe mic ổng? Mic là Sarang đấy. À, mic Discord Sarang đúng không? À, hết. Boy à, hết anh yêu em. Sarang ơi. Sarang. Em dịch lại cái từ rồi nãy cho Boy nghe cái thôi. Tuyết. Nào Hà, Hà tặng gì đây? Hà này hư lắm nha. À. Không tặng nha Hà. Ngồi xem thôi Hà ơi. Mình tặng con quẻ. Nói chung là mình cũng buồn lắm. Mình lỡ miệng mình Hà, hư lắm. Tại vì Boy tấm thân con gái nên là Boy yếu đuối nên là nhẹ dạ. À, đôi khi nói Boy buồn, Boy khóc. Xin lỗi Boy nhiều. Đúng rồi. Tội nghiệp Boy. Đang khóc, nước mắt đầm đìa, chảy hết ra bàn phím, tí không ấn được.
ra màn hình không có ấn được. Thiệt luôn. Không, đấy, đấy không, đấy tự sát luôn không? Chạy xe không được không? Thích kiểu nói hư lắm nghe. Nói chung là thôi. Sarang ơi, nói chung là nói với boy là tối AS cho ngủ chung nha. Ui. Boy đừng có giận nữa, tối AS cho ngủ chung. Nào hè ơ. Im lặng đồng ý rồi hả? Trời ơi thích quá. Thích thế. À rồi rồi, anh hiểu rồi. Xà Rang ơi, hỏi boy là trong tất cả loại xà bông mà boy thích loại xà bông nào nhất? Clear hoặc là nước rửa chén hoặc là xà bông Omo? Xà bông cục hả? Trời, thích vậy. Ok ok, mình hiểu rồi. Vậy là boy thích thích xà bông cục nha các bạn. Hỏi boy luôn là thích dầu ăn Trường An hay là Tường An? Boy thích Trường An hay Tường An? À vậy là boy thích cả hai đúng không? Rồi rồi anh hiểu rồi, im lặng là thích cả hai. Yêu ơi. Yêu. Ơi, ơi nghe nè. Tối sang qua phòng boy ngủ nha. Qua đây mà ngủ. Ok. Ok. Đi lên, đi đi. Đi đi. Ok. Boy giận lắm. Vâng, và một pha đẩy lên đến từ vị trí của Starboy. Vâng, và đây là vị trí của Boy. Anh ta đã thấy được kẻ địch. Và liệu là có đông lên không? Có nổ súng đến từ vị trí của Boy. Và 2-3 thằng đang vào vị trí của Boy. Bây giờ ở phía ngoài, phía ngoài đang công vào. Như vậy là clear nguyên một tem nữa rồi. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Starboy. Một pha bắn rất là hay khi mà kênh 2 trong một khu nhà rất là nhỏ. Như vậy là có một điểm hạ gục đến từ vị trí của Sarang, nhưng mà mình không chuyển góc quay được đến vị trí của Sarang. Trong khi đó thì Starboy đã clear được hai người trong khu vực nhà xanh. Hello, cảm ơn Phạm Nhi nha. Top 1 là đây chứ đâu.
chúng ta sẽ đến quay trở lại vị trí của Sarang. Sarang đang quan sát xung quanh để xem liệu rằng trong pha này có lấy được top 1 hay không đây. Nên chọn súng nào dễ bắn, súng nào cũng dễ bắn hết á, súng MP40 hoặc SK. Đã có tiếng súng nổ ra từ vị trí của Starboy và Sarang. Sarang chưa thấy kẻ địch, vẫn nhắm qua đồi bên kia để xem tâm có ly vào người hay không đây. À, FK full slot chưa? Full rồi nha. Mời em chơi với. Ai vậy? Ai vậy? Ai trong Discord vậy? Chi chi à? Chi chi à? Anh dùng iPhone luôn đi. Boy giận dai ha? Chắc là giận ngay! Chắc là giận ngay! Khác like hôm qua quá, hôm nay mình like được 3 tiếng mấy rồi nha, 3 tiếng rồi, 3 tiếng rồi. Ghiêu á, ghiêu, ghiêu ghen rồi nha các bạn. The hell, game thì hợp à? Sâu, sâu. Trời ơi, kinh thế. Bắt nhau chơi, bắt nhau chơi. Về rồi. Boy bắn bằng iPad hả? Ừ, bắn iPad á. Sướng thế. Rồi, bắn, bắn lên tay phết. Ừ, bắn bằng iPad lên tay thế. Thề luôn. Chắc mình cũng phải đổi qua iPad bạn. À, ủa, iPad là cái màn hình nó nhỏ vậy đó hả? Đúng không? Nhưng mà kỳ vậy, iPad bắn như vậy kỳ quá ha. Nhìn nó kỳ quá. Coi nó khó chịu. Tối nay cho AS ra ngoài đường ngủ. Không, tối nay mình cho Gil ngủ một mình nha các bạn. Một cái phong lựu. Hai tầng băng được đỡ ra đến từ vị trí của Starboy. Starboy đang đẩy xuống vào viên phong lựu thứ hai. Như vậy là phong lựu lên trời rồi. Và bây giờ thì sao? Thêm một viên phong lựu được đẩy ra nhưng mà cũng hụt rồi. Như vậy là đã quá 3 viên rồi. Một quả bom được chọi ra. Starboy bây giờ nó quơ chảo. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta cùng chiến đấu như là hai người đàn ông. Headshot top 1 là đây chứ đâu. Cực kỳ nguy hiểm. Kinh thế. Hết map tuyết rồi nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.